máy sấy tóc Sunhouse SHD2306 đã gây ấn tượng với ngoại hình đơn giản và tinh tế. Với màu đen sang trọng, sản phẩm này dễ phối hợp với mọi không gian sống của bạn, đặc biệt là khả năng gấp gọn của phần tay cầm, tiện lợi cho việc mang theo khi đi du lịch hoặc là công tác. Vỏ của máy sấy được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, điều này giúp cho sản phẩm trở nên nhẹ và dễ cầm nắm hơn, đồng thời cũng đảm bảo độ bóng sáng, độ bền qua thời gian dài sử dụng. Chất liệu này cũng giúp máy không bám bụi và dễ dàng vệ sinh. Mặc dù kích thước nhỏ gọn, máy sấy tóc được trang bị công suất mạnh mẽ lên đến 1200W, giúp sản phẩm nhanh chóng đạt đến mức độ ổn định là 57 độ C, đảm bảo an toàn cho tóc khi sấy khô. Tấm tản nhiệt bằng hợp kim cũng đã được trang bị, giúp tăng tuổi thọ và tránh được các vấn đề hư hỏng do quá nhiệt. Máy có hai tốc độ sấy riêng biệt, cho phép người dùng dễ dàng tùy chỉnh tốc độ theo mong muốn. Chế độ sấy mát đặc biệt thích hợp cho tóc yếu, mỏng hoặc là sấy tóc cho trẻ em. Hãng cũng đã tích hợp một số cơ chế tự ngắt điện thông minh vào sản phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Khi cảm biến phát hiện động cơ quá nóng hay là tình trạng quá tải, máy sẽ tự động tắt để ngăn ngừa nguy hiểm. Điều này cũng giúp cho bạn sử dụng sản phẩm mà không cần phải lo lắng. Máy sấy tóc Sunhouse SHD2306 là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và hiệu suất mạnh mẽ. Với khả năng gấp gọn tiện lợi, chất liệu bền đẹp, công suất ấn tượng, nhiều tùy chọn sấy và đặc biệt tính năng an toàn, đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho gia đình bạn.